Chào mọi người, mình là Trung, mấy cái cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần cho mọi người xem và được mua nhá. Đây, hôm nay sẽ bó cần này. Chuyển dời qua một tí, quay cho nó dễ nhá. Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu với mọi người một cây cần 2m7. Đây. Đấy, cần này thì kiểu cần súp. 2m7. Ok. Dàn khoan đá còn ok nha mọi người. Đấy. Chỉ có nó hơi hoang hoang dĩ thì vì mọi người đánh hoặc là nó sạch à. Đây, đọt của nó. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Đây, cái cần này dài 2m7, thu vào là 86cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 140g nha mọi người. 140g. Cây này cây số 1. Số 1 130.000. Số 1 130.000. Số 2 là một cái cần 3 khúc. Đây, cây này China xuất Nhật nha, 3 khúc này. Dài 1m8 này, 3 khúc này. Đấy, khoan của nó bát thì bát vặn nhá, bát vặn nhựa. Khoan của nó là khoan kim loại luôn nha mọi người. Đây, khoan kim loại luôn. Đấy, khoan rồi đầu bu nhìn còn rất là mới nha. Đấy là mình uống thử. Mình không gỡ ra để mình ghép vào cho mọi người nữa. Mình cứ đảm bảo cho mọi người ghép ok là được. Đây, đọt của nó đây nha mọi người. Ok. Ba đọt. Rồi. Dài 1m8, thu vào là 68cm, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 100g. Khá là nhẹ nha mọi người. Cái này cây số 2. Số 2. Cây này 101. Số 2 101. Số 3 là một cây cần Shimano phải không ta? Shimano. Shimano Bass Fuji này. Cái lãi này nó hơi bị vênh lên rồi, về mọi người bẻ xuống cái gập xuống là nó ăn ngay nha. Đây. Còn nó. Dài, nguyên bản của nó dài 2m7 này, 3 khúc này, thu vào là 1m này. Đấy, Shimano nha mọi người. Khoan đẹp luôn, người ta có thay một cái khoan chỗ này rồi. Nhưng mà thay vào ok luôn nha mọi người. Dàn khoan mình thấy còn ok này. Ok đẹp nhá. Đấy, đầu bu. Đầu bu này thì chắc chắn là đầu bu Fuji rồi. Đấy, đầu. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Cái cần dài 2m7, thu vào là 99cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng 240g. 240g. Cái này cái số 3. Số 3. Cái này 120.000. Số 3 120.000. Tiếp theo. Số 4, tiếp tục một cây cần súp 3m9. Cây này của Olympic nha mọi người. Cần này cần Olympic. Đấy. Khoan này. Đấy, khoan thì bể vỡ thì cái dàn khoan này, bốn cái khoan này về mọi người thay đi. Mình bán thì mình không tính cái dàn khoan này nữa, mình bán coi như tính phôi, đầu bu với lại cái bát thôi nha mọi người. Đấy, đọt khá là cứng chắc chắn. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Cái 3m9 này về mọi người thay dàn khoan và đi bạc bãi đúng bãi này. Đấy.
bát Fuji FX7 nhé. Cái cần này 3.9 mà 4 mấy có bị thay đột nhé. Việc đo ra thấy 4 mấy, thu vào là 1.1 mấy, đột là 2.9 ly, cân nặng 340 gram. Số 4 4 cây này về thay rồi. Số 4 cây này 100. Số 4 100. Số 5. Đấy, số 5 là một cây cần ISO đọt số 3 dài 4.5 mét. Đây. Đọt số 3 dài 4.5 mét nha mọi người. Đây. Đọt của nó đây. Dàn khoan mình thấy còn ok hết nha mọi người. Đấy. Khoan Fuji ok hết. Lóng 2 3 4 5, 5 lóng nha mọi người. Đấy. Cái cần này bát Fuji này, FX6 này. Cần này dài 4.5 mét nhá, thu vào là 1.03 mét, đột là 2 ly. Cân nặng là 300 gram. Số 5. Số 5, cái cần này 150.000. Số 5 150.000 nha mọi người. Số 6. Đây. Số 6 là một cây cần súp nhé, 3.6. Dàn khoan nó ok này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Ba cái bát này. Đấy. Đấy. Cái cần này dài 3.6 mét nhé, thu vào là 1.05 mét, đột là 2.2 ly, cân nặng 180 gram. Đây là cái số 6. Số 6. Cái này 101. Số 6 101 nha mọi người. Số 7. Số 7. Một cây cần này cũng là dạng súp đây. Dàn khoan mình thấy còn ok nha mọi người. Đấy. Này, có một cái này thì nó hơi bị
nó bị xước. Đây, xước chỗ này chứ nó không có bị gãy bể nha mọi người, xước thôi. Đây, chỗ này cũng hơi nứt này, mọi người về dán lại thôi. Mấy cái này dán lại thôi nha mọi người, dán xí keo lại là ok thôi mà. Đấy, đầu bu này, đọt, ok, một đóng, hai, ba, bốn, năm, năm lóng. Đây, bát. Cái gần này dài 4,5 m, thu vào là 1,06 m, đọt là 1,6 ly, cân nặng 240 g, 240 g nhé. Cây này cây số 7, số 7, 101. Số 8 là một cây cần sub 36 carbon nha mọi người, sub 36 carbon. Đây, bát. Ngọn của nó thì nó bị cái đọt nó bị gãy một đoạn rồi, đọt nó bị gãy một đoạn rồi nha mọi người. Nên nó chỉ còn chỗ này thôi. Nó rớt hai ba cái khoang chi chỗ này nữa. Nên mọi người về tự thay khoang nhé, coi như hạ đọt xuống dưới này cho nó cứng luôn. Đấy. Cứng luôn. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng, bốn lóng. Cái cần này để mình xem được, cái cần này hiện tại nó còn dài tới 3,5 m này, dài 3,5 m nhá. Đấy, nó gãy khoảng cỡ 10 phân, thu vào là 97 cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng 240 g. Cái này cây số 8, số 8 nha mọi người. Số 8 đúng rồi. Cái này số 8. Số 8. $190.000. Số 8 $190.000. Số 9. Tiếp một cây sub này, spin 3,3 m, cây này China xuất Nhật nhé, China xuất Nhật. Đấy, dàn khoang của nó vẫn còn đá nha mọi người, vẫn còn đá ok, mình nhìn hơi hoang rỉ, về mọi người dùng hay là đánh ra hoặc là thay cho nó đẹp tùy mọi người nhé. Đây, đọt của nó, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Cần này dài 3,3 m, thu vào là 94 cm, đọt là 3 ly, cân nặng 260 g. Đây là cây số 9. Số 9. Cây này 100. Số 9 100. Số 10 này, cây sub 36 này, cây này thì hư mất cái đầu bu rồi, còn lại mấy cái khoang dưới thì mình thấy còn ok nhé. Một, hai, ba, bốn, bốn lắm. Bát Fuji FX6 nhé. Này, cần này dài 3,6 m, thu vào là 99 cm, đọt là 2,9 ly, cân nặng là 320 g, 320 g. Số 10.
số 10. 130.000. Số 11 là một cây cần Olympic. Đây. Nguyên bản của nó dài 4m65, độc số 2. Cần này cần ISO nha mọi người. Olympic ISO. Đấy. Thì nó bị rớt một cơ số khoan và đấy, nó còn ba cái khoan. Đầu bu nó cũng rớt mất rồi nha mọi người. Đầu bu cũng gãy mất một đoạn rồi. Đấy, mọi người về tự thay nhé, mình bán cho mọi người lấy cái phôi. Và cái bát 1 2 3 4 5 6 6 lóng nha mọi người. Bát Fuji FX7. Cần này hiện tại là còn dài 4m2, thu vào là 89cm, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 300g. Cái này cái số 11. 11. Cái này 100. 11 100. Thứ hai là một cái cần ISO của Olympic nha mọi người. ISO Olympic. Olympic này Taiwan xuất Nhật nhé. Bát Fuji FX5 này. Đấy, cây này thì cây này bị gãy 10 phân đầu bu nha mọi người. 10 phân độc. Gãy 10 phân đầu độc nên là rớt đầu bu rồi. Đây. Khoan thì còn mấy cái khoan đây. Nhưng mà mình bán cho mọi người là tính cái phôi cần với lại cái bát thôi. Còn khoan thì mọi người về sửa thay đó tùy mọi người nhé. 1 lóng, 2, 3, 4, 4 lóng nha mọi người. Cái cần dài 2m9, thu vào là 81cm, đọt là 1,1 ly, cân nặng là 100g. Cân nặng 100g nha mọi người. Cái này tới số 12. Cây này 80.000. Tiếp tục một cái cần ISO khoan lớn Suzumi. Đây, bát Fuji FX6. Đây. ISO khoan lớn nó chỉ còn một cái khoan rồi thôi, mình bán cho mọi người lấy cái phôi với lại cái bát thôi nhé. Về mọi người về thay dàn khoan đi nhé. Đấy. Thật ra thì thay cũng khoảng 3 4 cái khoan với lại một cái đầu bu thôi. Đấy, đọc này. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nhé. Cái này mà gọn gọn mini nhỏ nhỏ thôi. Cần này dài 1m8 này, thu về là 67cm, đọt là 1,4 ly, cân nặng là 80g. 80g nhé. Cái này cây số 13. 13. 60.000. 13 60.000. Là cây cần này Bát Fuji FX5. Đấy, cái cần này là cần của thằng nào nhỉ? Có cái logo của nó đây, nó mới mờ mất cái tên nên mình đặt không ra. Đấy, nó hơi cũ cũ bạc bạc nha mọi người. ISO, ISO. Dòng khoan của nó còn đây. Này, cái này hơi bẩn bẩn thôi nha mọi người. Dính keo dính hồi đó bẩn bẩn thôi. Về mọi người vệ sinh đi là được nhé. Đấy. Ồ, đọt chỗ này nấu đọt nhé. Nấu đọt này. Đọt tháp nấu luôn. Đấy, ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng.
cần này dài 3 mét, thu vào là 86 cm, đột là 0,9 ly, cân nặng là 140 gram. Cây này cây số 10 mấy rồi, 14. Rồi, 15 là cái cần này, 3 mét nha mọi người. Này, dàn khoan được còn mới can luôn. Này, cái cần này mới can luôn mọi người. Này, 1 lóng, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lóng nha mọi người. 6 lóng. Đây, bát vặn kim loại đây nhé. Này, dài 3 mét, thu vào là 70 cm, đột là 1,8 ly, cân nặng 200 g. Nó bị mắc cái nắp vặn chân cần nhé. Mọi người về chế cái nắp xu vào đây, chế cái nắp xu, không thì lấy cái nắp chai nhựa vặn vào đây cũng được nhé. Cái này cây số 15. Không ta. Số 15. 15. 120.000. 120.000 nha mọi người. Đấy, 3 mét nhé. Số 16. 16 là một cây cần 1m8. Ủa, cây cần này giống cây cần số 2 lúc nãy. Giống cần số 2 lúc nãy nha mọi người, giống y cần số 2 lúc nãy luôn. Đấy, y chang cây cần số 2 lúc nãy, cũng còn mới đẹp luôn, mình cũng không giới thiệu nhiều. Dài 1m8, thu vào là 68 cm, đọc là 1,6 ly. 1,6 1,8 ly, cân nặng là 100 g, cân nặng 100 g nhé. Đây, đọc của nó thì mình vẫn uống lại cho mọi người xem. Đây. Ok. Đây là cây số 16. Này 101. 16 101. Số 17. Đây. Số 17 là một cây cần ISO. ISO bát FX6, FK6 nha. Đây. Đọt hình như có bị gãy xí đọt rồi, người ta thay cái đầu bu rồi nè. Đấy. Đọt tháp nha mọi người, đọt tháp nấu nè. Đấy. Đọt tháp nấu nha. 1 lóng, 2 3 4 5. 5 lóng nha mọi người. 5 lóng. Cái cần này thì dài 3m7, thu vào là 82 cm, đọt là 1 ly, cân nặng 180 g. Mình bán cái cần này chỉ là tính cái phôi với lại cái bát cho mọi người thôi, còn là khoan thì mọi người về ưng giữ giữ, không ưng thì thay cái dàn khoan khác tùy nhé. Nhưng mà mình thấy khoan vẫn còn xài được. Đây là cái số 17. Số 18 là một cây cần Daiwa ISO khoan nhựa độc số 2 này, dài 3m9 này, bát Fuji FX6 này. Bát thì thiếu mất cái trượt rồi, về mọi người kiếm cái trượt bỏ vào nhé. Khoan này. Đây, đầu bu thì nó cái phần độc này nó bị toát chỗ này rồi. Này,
hỏng từ chỗ này này. Đấy. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn, năm. Năm lóng nha mọi người. Bát Fuji FS6. Cái cần này dài 3,8 m, thu vào là 89 cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng 160 g. Này số 18. Số 18 40.000. Số 18 40.000 nha mọi người. Mười chín là một cây cần, cần này của Daiwa đây, nhưng mà mắc tem rồi nha mọi người, mắc tem rồi Daiwa đây, nhưng mà mắc tem rồi. Bát Fuji FS6 này, ISO nhé, ISO Daiwa đây. Đọt của nó, đọt của nó cũng bị gãy một đoạn rồi nha mọi người. Đây, như người ta thay cái đọt khác luôn rồi, thay cái đọt khác rồi nha mọi người. Đây một, ồ thay rồi mọi người á, thay rồi này. Người ta thay cái đầu khác, người ta nấu cái đoạn này nữa này. Đấy. Ok. Một lóng, hai, ba. Đúng là cái này chỉ có ba lóng thôi. Đấy. Cần này dài 2,4 m, thu vào là 89 cm, đọt là 1,4 ly, cân nặng 140 g. Đây này, cây số 18. 18 30.000. 18 30.000 nha mọi người. Số 19. Đây. Bát Fuji FS6, cái cần này thì hiện tại đang dài 3,5 m. Đọt của nó bị gãy một đoạn nha mọi người, bị gãy chắc khoảng 10 phân đấy. Đấy, cần này thì mình bán cho mọi người lấy phôi với lại lấy cái bát về mọi người tự làm lại khoan nhé, gắn lại khoan khác. 1, 2, 3, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Cần này cần hiệu kinh tên nha mọi người, kinh tên này, hiệu kinh tên nhé. Bát Fuji FS6, cần này hiện tại dài 3,5 m. Đại dài 3,5 m, thu vào 1 m, độc là 2,1 ly, cân nặng 200 g. Đây là cái số 19. 19 60.000. Số 20. 20 là một cây ISO. Đấy. Cái này của Daiwa nha mọi người. Daiwa. Đấy, Daiwa. Bát FK FX6 này. Đấy. Cái cần này giống kiểu cần người ta cột lại khoan này. Đấy, người ta cột á, người ta cột lại cái bát đây này, cột lại cái bát. Đấy, hiện tại là cần này dài 2,9 m, thu vào 87 cm, đọt 1,2 ly, cân nặng 160 g. Đây, cho mọi người xem cái phần đọt của nó. Bây giờ nó thành giống như cần tay tự máy rồi. Này, học của nó. Cho mọi người về lấy cái phôi thôi nha mọi người. Về lấy cái phôi với mọi người cọc lại mấy cái dàn khoan nhé. 1, 2. Đây, nấu nó tùm lum này. Đây, chỗ này cũng có nấu ống rồi. 2, 3, 4. Đấy, 4 lắm. Cần này cần số 20. Số 20. 30. 20 30.000 nha mọi người. Hai mươi mốt. Cây cần dài 2,7 m, thu vào là 98 cm,
độc là 2,6 ly, cân nặng 180 gram. Đấy, lấy phôi thôi, còn khoang thì coi như bỏ nha mọi người. Đấy, bát thì bát nhựa vặn nhé. Đây, độc rất là cứng nè, 1 lóng 2 lóng 3 lóng nhé. Đấy, 3 lóng thì 3 màu khác nhau. Đấy, ok. Này số 21 30 nghìn. Số 22 cũng là một cây ISO, bát là FK FX5. Đấy, ISO, khoang kim loại này, người mọi người thấy dòng khoang đấy nhé. Mình bán cho mọi người lấy cái phôi với lại lấy cái bát thôi. Dòng khoang về người thay hay giữ lại tùy mọi người. 1, 2, 3, 4, 2. Cần dài 2m9, thu vào là 82cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng 120g. Cái này cái số 22 60 nghìn. Hai mươi ba là một cái cần 2 khúc, dài 1m, cái này nhựa đặc nha mọi người, dài 1m65, thu vào 85cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng 120g. Đấy, dàn khoang với bát nhựa vặn còn ok, khoang đầu bu còn ok nha mọi người. Đây, đầu bu này. Đấy, uống thử cho mọi người xem luôn. Ok. Rồi. Cái này cây số 23 chứ. 23. 80 nghìn. 23 80 nghìn. 24. 24 là một cây cần trúc. Cần trúc ráp khúc nha mọi người, cần trúc ráp khúc. Thì đây, dàn khoang của nó thì còn ok. Khoang của nó còn ok nha mọi người. Đây. Đấy. Cái cần này dài 1m7, thu vào là 87cm, đọt là 3,4 ly, cân nặng là 200g nhé. Đấy. Này 1m7, 1m75 vậy đó. Đấy, đọt rất là cứng nha mọi người. Đó, đó trước cây cần này là cần trúc. Cần trúc ráp khúc. Thì cần trúc ghép nè, trúc ghép là người ta sẽ dùng 6 thanh trúc lục giác á. Đó. Đó thanh trúc người ta ghép thành một cái cần lục giác như thế này. Nó là 6 miếng tam giác ghép thành như thế này đây. Đấy. Bát này, vặn kim loại này. Ok, cái gần này số 24 50 nghìn. 24, 50 nghìn. Hai mươi lăm là một cái cần giống kiểu Ikeda vậy đó, bát Fuji FX6. Cần này thì đúng ra của nó là dài 1m8, nhưng mà nó là China xuất nhập nha mọi người. Dài 1m8 nhưng mà giờ nó chỉ còn 1m6 thôi. Cái đọt nó bị gãy đoạn rồi. Đây. Đấy, mấy cái khoang này người ta cũng cột lại rồi nha mọi người. Mọi người về nếu như muốn cột đẹp hơn thì tháo ra cột lại nhé. Đấy. Còn các cái khoang thì mình nhìn thấy còn ok nha mọi người. Các khoang nhìn thấy còn ok, mọi người chỉ có việc nếu cột mà nó không đẹp như mọi người thì không ưng thì mọi người về là tháo cái nhựa ra cột lại thôi, không có gì cả. Hiện tại giờ trừ nó chỉ còn dài 1m6 này. 1m6, thu vào 95cm, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 80g. Cái này cây số 25. 25 70 nghìn. 26 là một cái cần kiểu Ikeda.
đây, cái góc là làm cái đốt trúc luôn, góc là làm đốt trúc luôn nha mọi người. Đấy. Cái cần này dài hiện tại 1m6 này, thu vào 90cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng 140g. Bass Fuji FX6B. Đấy. Khoan này, khoan thì mất một cái khoan, hai cái khoan. Đấy, coi như mình bán cái này, cái đọt ngoài đọt thủy tinh nhé. Bán cái này về cho mọi người lấy cái phôi với lại khoan còn nhiều lắm mọi người, mất 2-3 cái khoan gì đấy, nhưng mà mình bán cho mọi người về lấy cái phôi. Mọi người thích thì cọc lại cái dàn khoan này nhé. Cái này cây số 26. 26 50.000. 26 50.000. Rồi, hôm nay số 26 này là kết thúc video này của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi nhé. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code. Và mọi người trước khi nhận hàng, mọi người bắt buộc phải mở hàng ra kiểm tra xem cẩn thận, xem có hàng có đúng như trên video của mình hay không, có bị sai sót gì không nhé, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển thì mọi người báo ngay cho bên mình để hai bên cùng phối hợp với nhau giải quyết. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn không chịu mở hàng ra kiểm tra, cứ nhận đại rồi mới báo cho mình bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.